Được thành lập năm 1998, trường mầm non Yên Lạc gồm 1 điểm trường trung tâm và 2 điểm trường lẻ. Hiện nhà trường có hơn 50 cán bộ giáo viên và trên 400 học sinh, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ huy động trẻ đến lớp đạt gần 82%. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng chế độ dinh dưỡng, cân đối, hợp lý, giúp trẻ phát triển toàn diện. Chia vui với cô và trò nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể giáo viên trường mầm non Yên Lạc thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Phú Lương thời gian tới tiếp tục quan tâm, ưu tiên, dành nhiều nguồn lực hơn nữa, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, đặc biệt giáo dục mầm non. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng các cháu thiếu nhi vui khỏe, chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, cô giáo, đồng thời trao tặng cho nhà trường bộ thiết bị học tập trị giá gần 50 triệu đồng, trao tặng 10 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi.